Con cáo đang đi kiếm ăn thì bỗng thấy có 7-8 con vịt trời nằm trên tảng băng dưới nước. Trông chúng như đang ngủ, đây không phải mỡ dâng tận miệng sao? Thật là một ngày may mắn, con cáo đi về phía dòng sông mà không cần suy nghĩ. Càng hay hơn khi tảng băng đang trôi vào bờ, con cáo bây giờ chỉ cần chờ đợi. Khi tảng băng đến gần, vịt trời ở trên băng vẫn chưa phát hiện nguy hiểm đang tới gần. Con cáo bước nhẹ lên trên tảng băng, bất chợt nó tấn công nhanh. Những con vịt trời khác giật mình thức dậy, đối mặt với con cáo chúng chỉ có thể bỏ trốn. Nơi cuối cùng tảng băng, con ngỗng lớn giật mình thức giấc vỗ cánh bay ra ngoài. Nó đánh rơi xuống một cậu bé. Cậu bé ban đầu đến nghỉ hè tại nhà ông ngoại ở quê, bị một pháp sư từ vương quốc yêu tinh làm phép. Cậu trở thành kích thước nhỏ như ngón tay cái. Để tìm một pháp sư giúp mình phục hồi cơ thể, cậu bé liền đi theo một con ngỗng lớn. Nhưng có điều vịt đầu đàn không đồng ý, không muốn chấp nhận cho cậu bé đi cùng, vì nếu đưa thêm một người lên đường sẽ làm chúng chậm lại đáng kể. Nhưng con ngỗng lớn đã thuyết phục nó và quả quyết chịu trách nhiệm cho cậu bé, sẽ không kéo chân các thành viên khác. Vịt đầu đàn miễn cưỡng đồng ý để cậu bé đi theo đàn của mình. Lúc này cậu bé lại không bỏ chạy, thay vào đó cậu lao về phía con cáo, bởi vì con cáo đang cắn xé một con vịt trời. Nhưng cậu bé lúc này quá yếu ớt vì cơ thể quá nhỏ, cậu chỉ có thể bám vào đuôi cáo. Nhưng cũng vì sự gây rối của cậu, con cáo bị phân tâm, thế là con vịt trời trốn thoát. Nhìn thấy thức ăn tới miệng còn bay đi, con cáo làm sao có thể không tức giận. Cậu bé vẫn nắm chặt đuôi cáo, không cho nó cơ hội đuổi theo vịt trời, không thể thoát khỏi sự đeo bám của cậu bé. Cơn thịnh nộ của con cáo càng bùng cháy, cậu bé cuối cùng vẫn bị con cáo ném từ đuôi ngã xuống đất. Vào lúc này cơ thể của cậu bé không thể chịu được. Khi cậu bé cố gắng đứng lên, cậu cảm thấy như thế giới đang quay. Nhưng con cáo không có ý để cậu rời đi. Nếu như cậu làm nó mất đi thức ăn, vậy thì cậu sẽ là thức ăn của nó. Khi thấy tình hình không ổn, cậu bé liền bỏ chạy. Những tảng băng trên mặt nước tình cờ lại là lối thoát cho cậu. Con cáo vẫn đang đuổi theo cậu ấy, nhưng lúc này con cáo bỗng bị hụt đà, cáo không thể đuổi theo cậu. Với cơ thể nhỏ bé của mình, cậu bé tiếp tục di chuyển trên tảng băng trôi. Lúc này con cáo với kích thước lớn hơn phải chịu thiệt thòi. Tảng băng của cậu bé ngày càng nhỏ, con cáo sắp mất thăng bằng, cuối cùng không trụ được, nó đã trượt thẳng khỏi tảng băng rơi xuống nước. Cậu bé đã chiến thắng, ngỗng lớn cũng bay trở lại, chỉ có nó mới có thể giúp cậu bé ra khỏi sông. Khi con ngỗng bơi đến chỗ cậu bé, đàn vịt trời trên bờ cũng đang cổ vũ cho cậu. Cậu bé đứng trên lưng ngỗng lớn như một vị tướng chiến thắng trở về, cậu ấy đã chứng minh giá trị của mình bằng hành động. Vịt trời cuối cùng cũng chút được sự nghi ngờ và chấp nhận cậu bé. Sau một thời gian nghỉ ngơi, đội vịt trời lại lên đường. Cậu bé vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngỗng lớn, cậu cũng không biết phải đi đâu để tìm pháp sư, cậu chỉ có thể đi theo vịt trời bay về phía xa. Khi đi qua một con sông, vịt đầu đàn phát ra tín hiệu hạ cánh, họ ở đây để nghỉ ngơi và kiếm ăn, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Khi những con vịt đi xuống, cậu bé cũng ngồi trên tảng đá và bắt đầu lo lắng. Cậu ấy không ăn được những gì đàn vịt ăn, nhưng sau khi bay thời gian dài, cậu đã cảm thấy đói từ lâu rồi. Lần đầu gặp trường hợp này, cậu bé chỉ biết thở dài. Đúng lúc này con ngỗng lớn bay qua, có vẻ như nó có quà cho cậu bé. Thật không ngờ là con ngỗng lớn thực sự đã mang thức ăn đến cho cậu bé. Nó tìm thấy những hạt này trong rừng, chắc là đủ để cậu bé lấp đầy dạ dày. Cậu cùng không khách khí, cậu liền dùng miệng của con ngỗng lớn mở quả hạch. Nhìn qua tôi cũng không biết đây là loại quả gì, nhưng trông có vẻ khá ngon. Vấn đề lương thực được giải quyết, cậu bé cuối cùng đã lấy lại được sự tự tin. Cậu ấy đinh đi vào rừng quan sát xung quanh. Ngỗng lớn hỏi cậu có muốn đi cùng không, nhưng Sikaoi xua tay từ chối. Nhưng môi trường xa lạ này không thân thiện lắm, cậu bé không chú ý, sa chân rơi xuống hố. Điều này làm con sâu bướm ở bên trong giật mình. Ngay khi con sâu chuẩn bị chạy đi, cậu bé nhân cơ hội tóm lấy đuôi của nó. Với sự giúp đỡ của sâu bướm, cậu bé đã có thể trở lại mặt đất. Trước khi cậu rời đi, cậu cũng không quên cảm ơn chú sâu đã cứu mình. Nhưng trước khi cậu bước tiếp vài bước, lại nghe thấy tiếng kêu cứu từ trên đầu. Nhìn lên, hóa ra con sóc sống trên cây đang kêu cứu. Cậu bé liền hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, sóc mẹ sáng sớm đã ra ngoài đi kiếm ăn, bỏ lại ba đứa con nhỏ ở nhà. Nhưng con sóc nhỏ nhất rất nghịch ngợm, chờ cho đến khi anh chị thức dậy, đã không thấy dấu vết của con sóc nhỏ, không biết đã chạy ra ngoài chơi hay đã bị ngã xuống. Vậy tôi có thể làm gì cho các bạn? Sóc con muốn nhờ cậu bé tìm em giúp, nhìn xem dưới gốc cây to có bóng sóc nhỏ không? Hai chú sóc con còn quá nhỏ để xuống cây, cậu bé đã biết rõ tình hình, liền quay lại tìm kiếm xung quanh cái cây lớn. Chờ khi cậu tìm tới đám cỏ bên cạnh đó thì phát hiện đang có một đôi bướm đang hẹn hò. Đôi trẻ bị quậy phá liền chửi bới bay đi, cậu bé đóng đám cỏ lại và đi nơi khác để tìm. Thật ra nơi này không lớn, cậu bé quay lại và đã tìm thấy sóc con nghịch ngợm. Không biết có phải vô tình bị ngã không, hay là tự lẻn xuống gốc cây. Cậu nói rằng mình ở đây để giúp đỡ sóc nhỏ. Cậu bé ngồi xổm xuống, cậu để sóc con nhảy lên lưng. Kế hoạch là cứ thế cõng nó lên cây. Không ổn rồi, có kẻ đã bắt cóc sóc con. Con chim lớn trên cây nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ cậu bé đang cố bắt cóc sóc nhỏ. Nó bay lên mà không dừng lại, vừa bay vừa hét lên rằng sóc con sắp bị bắt cóc. Sóc mẹ đã nghe thấy âm thanh, nó liền vội vàng quay lại. Cho đến khi thấy con nhỏ bình an vô sự, sóc mẹ cảm thấy nhẹ nhõm. Con chim lớn bay về biết mình đã hiểu lầm, cậu bé đã cõng sóc nhỏ trèo lên trên cây, cho đến khi tận tay đưa sóc con về với sóc mẹ.
cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm. Con chim lớn xấu hổ không còn mặt mũi nào, liền xấu hổ bay về phương xa. Và con ngỗng lớn bên kia cũng đang lo lắng, cậu bé đã ở trong rừng gần như cả ngày, thế mà vẫn chưa về. Nhìn thấy đàn vịt chuẩn bị rời đi, không biết cậu bé bây giờ có an toàn không. Ngỗng lớn chỉ biết trông chờ lo lắng, nó không biết cậu bé đã giải cứu chú sóc nhỏ. Sau đó sóc mẹ đã tiễn chân cậu bé. Sóc mẹ cũng rất biết ơn cậu, nhưng cũng ngạc nhiên tại sao cơ thể con người lại có thể nhỏ như vậy. Cậu bé không che giấu, liền kể cho nó nghe về trải nghiệm của mình. Có lẽ đây là phần thưởng cho người tốt. Cậu bé không ngờ rằng mình chỉ giải cứu một chú sóc nhỏ, nhưng lại tạo ra một bước ngoặt để có thể tìm thấy pháp sư. Sóc mẹ nói với cậu ấy, có một lời đồn, ở không xa khu rừng này, có người từ vương quốc yêu tinh xuất hiện, hy vọng cậu bé có thể đến đó và tìm kiếm, sau đó tìm ra cách khôi phục lại cơ thể của mình. Khi cuối cùng cũng đã có được manh mối về pháp sư, cậu bé thấy rất hào hứng. Giờ lại đến lượt cậu ấy cảm ơn sóc mẹ. Sự mong muốn thôi thúc phục hồi cơ thể khiến cậu không thể chờ đợi. Sau khi hỏi hướng gần đúng của nơi đó, cậu bé chào tạm biệt sóc mẹ rồi chạy không ngừng về hướng đó. Đúng vào lúc cậu bé đang nghịch cát thì đột nhiên một đàn thiên nga bay qua. Cậu hét lớn gọi chị gái ở xa tới cứu, nhưng đến khi chị gái nhìn thấy, cậu bé đã được đưa vào trong rừng sâu. Cô gái ôm mặt buồn bã khóc lóc thảm thiết, nhớ lại lời dặn của cha trước khi ra đi, cô nhất định phải đi tìm em trai về. Thế là cô một mình vào rừng, cô cứ chạy về hướng thiên nga bay. Ngay khi cô đang do dự không biết đi về hướng nào thì có tiếng hò ở phía xa, thì ra là một cái lò nướng. Lò nướng hy vọng Vasa có thể giúp anh ta lấy chiếc bánh mì bị cháy ra. Cô cũng nhân tiện hỏi về hướng mà con thiên nga vừa bay qua. Sau khi biết được chuyện này, Vasa lại chạy vào rừng. Sự an toàn của em trai khiến cô không dám dừng lại một phút giây nào. Khi cô cảm thấy có chút bối rối thì lại nhìn lên bầu trời để xác nhận lại phương hướng. Đột nhiên, cây ăn quả gần đó nói nó phải gánh quá nặng, hy vọng Vasa sẽ giúp nó hái những quả táo chín xuống. Vasa nói cô vẫn đang vội lên đường, không thể lãng phí thời gian ở đây. Cái cây đau khổ thở dài, Vasa nghe xong thì rất thông cảm, liền quyết định giúp đỡ nó. Cây táo nhờ vậy đã có được sức mạnh, vẫy cành để chỉ hướng bay của thiên nga. Vasa lại lên đường, nhưng đường càng ngày càng khó đi, môi trường xung quanh trở nên tối tăm và kỳ quái hơn. May mà cô không hề sợ hãi, cô chạy một mạch ra khỏi khu rừng tối tăm. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng nước khóc, nhìn khắp xung quanh thì phát hiện ra tiên nước bị mắc kẹt trong đống đá. Tiên nước hy vọng cô có thể giúp đỡ, Vasa nói cô không thể lãng phí thời gian nữa. Tiên nước nghe xong thở dài buồn bã, Vasa không nhẫn tâm nên cứ nghĩ về chuyện đó, mình cũng chính nhờ sự giúp đỡ của người khác mới có thể đi đến đây. Thế là cô ấy quay lại, dỡ ba tảng đá lớn chắn phía trước, nàng tiên nước đã lấy lại được tự do, chỉ cho cô ấy hướng bay của thiên nga và mong cô ấy có thể tìm được nơi đó một cách thuận lợi. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi, Vasa sớm bị lạc trong rừng, anh nhìn những cái cây lớn xung quanh như những bức tường thành. Hoảng loạn bất an, chỉ cần nghĩ về chuyện đã xảy ra với em trai, cô buồn bã khóc lớn. Tiếng khóc của cô đánh thức con nhím đang ngủ, con nhím tốt bụng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Sau khi Vasa kể lại toàn bộ câu chuyện, thì nhím an ủi cô đừng buồn, nhà của phù thủy cách đó không xa. Sau đó Vasa đi theo nhím lên đường, bên này em trai cô đang được con thiên nga của phù thủy canh chừng. Cậu cũng sắp trở thành vật nghiên cứu của phù thủy, khói lửa đã được đốt cháy trong bếp. Cậu bé nhìn khung cảnh trước mặt sợ hãi lùi về phía sau. Lúc này chị cậu cuối cùng cũng đã đến. Cô nhìn thấy lưng em trai mình qua cửa sổ và những con thiên nga đang tuần tra cách đó không xa. Sau khi Vasa nhìn thấy nó thì vội cúi đầu xuống, đi vòng qua hàng rào đến cửa sổ. Cô thấy mụ phù thủy không có ở đó, thế là bí mật đưa em trai mình đi. Khi bà ta ra làm thuốc thì mới phát hiện cậu bé đã mất tích. Bà ta tức giận đến mức ném chiếc nĩa đi, nhìn bóng lưng hai chị em bỏ chạy, lập tức ra lệnh cho thiên nga đi bắt họ lại. Vasa mang theo em trai của cô ấy nên trốn chưa được bao xa thì bị thiên nga phát hiện. May mắn thay có những cây nằm rải rác trong khu rừng tối, khiến chúng không thể đuổi đến quá nhanh. Nhưng để thoát khỏi con thiên nga, Vasa nghĩ đến việc nhờ tiên nước giúp đỡ. Họ cần phải trốn sau bức màn nước một lúc. Thiên nga bay qua nhìn quanh hết một lượt, không tìm thấy họ thì bay đi nơi khác. Vasa thấy chúng đã bay đi hết mới ôm em đi ra và gửi lời cảm ơn đến tiên nước. Sau đó cô lại kéo em trai chạy trốn về nhà một cách nhanh chóng. Nhưng khi họ vừa leo lên sườn đồi thì lại bị những con thiên nga phía trên phát hiện. Vasa nắm chặt tay em trai bỏ chạy, nhưng cô biết nếu cứ như thế này thì chắc chắn sẽ bị chúng bắt. Đúng lúc cô không biết phải làm gì thì nhìn thấy cái cây to quen thuộc trước mắt. Cô cầu xin cô cây ăn quả cho họ trốn dưới gốc cây, những con thiên nga sẽ sớm đuổi đến kịp. Cây ăn quả rất sẵn lòng, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của Vasa thì bây giờ nó cũng không thể cử động được cành cây. Con thiên nga vì thế lại mất dấu họ và bay đi nơi khác. Cây táo thấy chúng đã rời đi, liền giang tay ra cho hai chị em ra ngoài. Sau khi hai người cảm ơn thì lại vội vã chạy về nhà. Nhưng những con thiên nga biết Vasa phải chạy theo hướng về nhà, thế nên rất nhanh lại bắt kịp cô ấy lần nữa. Khi Vasa băng qua con đường quen thuộc, gặp lại lò nướng ban đầu, Vasa thông minh muốn chế ngự hoàn toàn những con thiên nga này, thế là xin lò nướng cho phép họ trốn dưới hố bếp. Còn cô đặt chiếc khăn lên đầu trên bếp lò, sau đó mở cửa bếp. Ngay sau đó cô cũng nằm xuống dưới chờ thiên nga đến. Chẳng bao lâu thiên nga đã bay qua. Khi chúng nhìn thấy chiếc khăn trên bếp lò thì tưởng Vasa ở trong, chúng không nghĩ nhiều mà bay thẳng vào trong. Sau khi tất cả chúng đã bay vào, Vasa nhanh chóng đóng cửa lò lại, lò nướng bắt đầu hoạt động.
Một thời gian sau, những con thiên nga đã bị nướng thành thiên nga đen. Cuối cùng phải trốn qua ống khói, từ bỏ việc theo đuổi hai chị em. Nếu Vasa không giúp đỡ họ trên đường đi, thì có lẽ cuối cùng cô ấy không thể đưa em trai mình về nhà. Như người ta vẫn nói, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Ganh ghét người khác chính là ganh ghét chính mình.